Xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý chị các bạn là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn màu trắng. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp đã trôi được qua 1/3 của cái tháng 10 năm 2021 này, Top KVN muốn giới thiệu đến quý chị các bạn, cùng với quý chị các bạn, đó là cập nhật về những cái chương trình khuyến mại, chương trình về giảm giá, cũng như là mức giá lăn bánh về cái dòng xe Hyundai Accent này cho ở tỉnh, ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này đang là một phiên bản mà cũng có cái doanh số rất là tốt trong tổng tất cả 4 phiên bản của Hyundai Accent. Bản tiêu chuẩn này ở trong phân khúc thì hiện tại nếu như đang cạnh tranh chủ yếu thì có thể kể tới chiếc xe Toyota Vios. Đấy, một cái dòng xe ở bên Toyota đó là Vios bản eCVT. Với chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn hiện tại đang có mức giá niêm yết là 501 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Thì hiện tại chiếc xe này đang có những cái chương trình khuyến mại lên tới 30 triệu đồng dành cho quý chị các bạn. Ngoài ra sẽ còn những cái chương trình ưu đãi từ bên phía đại lý về phần quà tặng, về phần phụ kiện dành cho khách hàng khi mà chúng ta lựa chọn về Accent phiên bản tiêu chuẩn màu trắng này. Với cái mức cập nhật, mức giá mà mình có tính lăn bánh tại cái thời điểm này, rơi vào khoảng tầm ngày 13 của tháng 10, thì nếu như mà lăn bánh ở tỉnh bản tiêu chuẩn này, các bạn cần chuẩn bị ở đây là 524 triệu để lăn bánh được ở tỉnh. Ở Hà Nội là 553 triệu là lăn bánh được ở Hà Nội. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị em chúng ta cần chuẩn bị là 542 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Mình xin nhắc lại, ở tỉnh là 524, ở Hà Nội là 553 và ở thành phố Hồ Chí Minh là 542 triệu đồng. Còn phương án mà chúng ta muốn mua trả góp Accent phiên bản tiêu chuẩn màu trắng này thì ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu ở đây mình có tính là 99 triệu đồng. Ở Hà Nội thì là tối thiểu là 130 triệu đồng và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu ở đây là 120 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Số tiền này đã bao gồm đăng ký, đăng kiểm và bảo hiểm thân vỏ rồi quý chị các bạn nhé. Có nghĩa là với phương án trả góp thì các bạn sẽ không phát sinh thêm bất cứ một cái chi phí nào nữa với chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này. Màu trắng cũng là một cái màu mà rất là phổ thông và được rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta lựa chọn. Cùng với đó, màu đỏ và màu đen là ba màu chủ đạo về cái dòng xe Hyundai Accent này. Với Accent thì chúng ta có cả cái màu vàng cát, màu vàng be nữa, nhưng hai cái màu đó thì cũng rất ít khách hàng chúng ta lựa chọn. Thường nếu các bạn nếu mà lựa chọn về cái màu vàng cát, vàng be thì chúng ta lựa chọn về cái dòng xe Toyota Vios, chứ còn Accent thì những cái màu trắng, đỏ, đen là những cái màu chủ đạo, nó thông dụng, nó trẻ trung. Và sau đây thì em cũng xin phép giới thiệu nhanh qua những cái đặc điểm nổi bật, thông số kỹ thuật của Accent phiên bản tiêu chuẩn này đến với anh chị khách hàng mà chúng ta lần đầu mua xe, lần đầu chúng ta tìm hiểu về cái chiếc sedan trong phân khúc hạng B cũng rất là hot như này. Đầu tiên là giới thiệu đến quý vị các bạn về phần mặt ca lăng của phiên bản tiêu chuẩn này. Thì cái mặt ca lăng này là theo cái mẫu model mới và hình lục giác và được ốp toàn mặt ca lăng là chrome sáng các bạn nhé. Logo trung tâm đương nhiên rồi, vẫn là logo của Hyundai được ốp mạ chrome. Cái kiểu chrome mặt ca lăng này nhìn rất là đẹp. Còn sang cái phần công nghệ đèn trang bị cho chiếc xe Accent phiên bản tiêu chuẩn này thì tương tự như phiên bản đặc biệt, chúng ta vẫn sử dụng công nghệ đèn là đèn halogen projector các bạn ạ. Ngoài ra trong cụm đèn pha cốt này chúng ta có được trang bị về đèn xi nhan. Ở bên dưới này chúng ta có đèn này là đèn sương mù, sẽ giúp cho các bạn đi trong những cung đường trời mưa hay trời sương mù có cái tầm nhìn tốt hơn các bạn nhé. Những ở bên dưới này này chúng ta có một cái thanh cản trước rất là hay và nổi bật, cũng được ốp mạ chrome. Nó sẽ tạo ra cái phần đầu xe của chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này nhìn nó bề thế hơn và đẹp hơn so với cả phiên bản cũ. Tiếp theo thì sang phần thân xe thì chắc chắn anh chị chúng ta sẽ quan tâm tới đầu tiên, đó chính là về cái phần la răng của phiên bản tiêu chuẩn này. La răng bản tiêu chuẩn này của chúng ta sẽ khác so với cả phiên bản đặc biệt. La răng của bản tiêu chuẩn này thì nhìn đâu đó nó nhẹ nhàng hơn, nó không có bị cứng. Thực ra cái phiên bản tiêu chuẩn này mình nhìn nó hơi cứng, nhưng mà nhìn quen lâu thì nó cũng không vấn đề lắm. Nhưng mà mình thích cái la răng kiểu như này hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Lốp thì vẫn sử dụng là lốp Kumho. Vành phanh sẽ là phanh đĩa 4 bánh, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có khởi hành ngang dốc quý vị các bạn nhé. Những tính năng an toàn cho cái phiên bản này cũng rất là ok. Phần gương chiếu hậu là gương gập điện, chỉnh điện, và chúng ta có được tích hợp xi nhan trên gương nhưng chưa có cục gương tự động, nên hoàn toàn anh chị chúng ta có thể trang bị thêm về cái cục gương tự động. Phần tay nắm cửa này thì chúng ta được ốp mạ chrome. Khi mà chúng ta cầm nó sẽ không bị xước, và trên cái phần tay nắm cửa này được tích hợp nút mở chìa khóa thông minh Smart Key, có nghĩa rằng khi chúng ta chỉ cần cầm chìa khóa ngay bên mình là chúng ta có thể mở cửa rồi, chúng ta không cần thao tác trên chìa khóa. Về phần đuôi sau của chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này thì về cơ bản những cái tính năng an toàn, những cái tính năng tiện ích
thì bên Hyundai trang bị cũng rất là ok cho phiên bản tiêu chuẩn này, với cái phần công nghệ đèn rồi là mọi chi tiết thiết kế tương tự như cái phiên bản cao nhất là phiên bản đặc biệt. Đầu tiên chúng ta phải kể tới đó là chúng ta được trang bị ở đây, đó chính là một cái camera lùi, cam lùi theo xe nhé, cam lùi tích hợp theo xe. Ngoài cam lùi ra thì chúng ta được tích hợp thêm vào đó, đó chính là bốn cái cảm biến lùi đằng sau này. Chúng ta sẽ có bốn cái mắt đen này, tương tự là bốn cảm biến lùi. Ở phần dưới này, một cái chi tiết rất nổi bật theo cái mẫu model mới này, đó là cái phần viền chrome cho cái phần ốp cản sau này, nó hất lên nhìn nó rất là cao gầm, nhìn rất là thể thao cho chiếc xe Hyundai Accent này. Ở bên dung tích tiêu hao nhiên liệu thì rất chắc chắn là rất nhiều người chúng ta sẽ có thể là quan tâm. Với trong cung đường kết hợp với phiên bản tiêu chuẩn này thì nhà máy đang công bố là 6,32 lít, cung đường trong đô thị là 8,53 và ngoài đô thị là 4,99 lít. Quý anh chị các bạn ạ, rất là ok cho một dung tích động cơ 1.4 hộp số tự động 6 cấp. Chúng ta được trang bị anten là anten vây cá mập các bạn nhé, anten là vây cá mập nhìn rất là hợp thời trang so với những cái dòng xe hiện đại bây giờ. Tiếp theo nữa thì mời chị chúng ta vào nhanh không gian nội thất của xe để chúng ta sẽ được trang bị xem là nó màu sắc như nào và trang bị những gì. Với phiên bản tiêu chuẩn này thì Accent phiên bản tiêu chuẩn này chúng ta có trang bị màu là màu be kết hợp với màu đen, nó sẽ tạo cái cảm giác không gian bên trong nhìn sẽ thoáng hơn, rộng hơn các bạn ạ. Và cơ bản mình thấy là trong cái phân khúc B này thì Accent có cái không gian nội thất nhìn chắc chắn là ưng mắt nhất rồi. Với những cái kiểu dáng thiết kế như này, ghế của bản tiêu chuẩn chúng ta là ghế nỉ, với phiên bản đặc biệt chúng ta sẽ trang bị là ghế da các bạn nhé. Ghế nỉ này thì hoàn toàn anh chị chúng ta có thể trang bọc thành ghế da một cách là dễ dàng. Ngoài ra ghế là ghế điều chỉnh cơ các bạn ạ. Đó, còn trên tay mình đây là cái chìa khóa của xe. Khóa của phiên bản tiêu chuẩn này chúng ta vẫn được trang bị ở đây, đó là chế độ để nổ từ xa các bạn nhé. Với phiên bản đặc biệt hay phiên bản tiêu chuẩn chúng ta đều được trang bị là để nổ, cái chức năng đó là để nổ từ xa. Khi mà chúng ta ở ngoài chúng ta có thể kích hoạt cái tính năng này sẽ giúp xe của chúng ta sẽ nổ luôn và mát hơn. Tiếp theo nữa là về vô lăng của xe được trang bị là đàm thoại rảnh tay tăng giảm âm lượng. Trên đây chúng ta có cái túi khí vị trí người lái này, vô lăng bọc da 3 chấu các bạn nhé, bọc da. Đấy, số túi khí để trang bị là 2 túi khí với phiên bản tiêu chuẩn này. Tiếp theo nữa là chúng ta được trang bị ở trong khung bên phần trung tâm này, chúng ta được trang bị đầu tiên là tính năng là đề nổ startup. Đúng các bạn ạ, đề nổ startup tuy là phiên bản tiêu chuẩn nhưng mà vẫn có đề nổ startup các bạn nhé. Chúng ta sẽ không thao tác bằng chìa khóa mà bằng nút bấm luôn. Ngoài ra màn hình giải trí thì vẫn được trang bị các bạn vừa nhìn thấy rồi. Hộp số là hộp số tự động 6 cấp các bạn ạ, hộp số tự động 6 cấp tương tự như phiên bản đặc biệt. Phanh tay là vẫn là phanh tay cơ. Với phiên bản đặc biệt thì chúng ta vẫn là phanh tay cơ thôi. Ra trong phân khúc B này thì rất hầu như là chúng ta sẽ không có phanh tay điện tử đâu. Về cơ bản đó là những cái tính năng trang thiết bị option ở cái phần khoang đằng trước. Còn sang cái hàng ghế thứ hai thì chúng ta để ý cái đặc điểm nổi bật của Hyundai Accent so với những dòng xe khác là chúng ta được trang bị về cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai, sẽ giúp cho cái việc mà luân chuyển cái không khí lạnh sang cái hàng ghế thứ hai này nó sẽ nhanh hơn và sẽ giúp cho xe của chúng ta sẽ mát hơn. Quý vị các bạn ạ, một chiếc sedan trong phân khúc B thì cái không gian thì chúng ta cũng không nên bàn quá nhiều. Về cơ bản là mình nghĩ là đủ dùng, ok được. Đặc biệt thì những cái dòng xe A của bên Hyundai thì nó cũng đã rộng rãi rồi. Ví dụ như i10 nó cũng rất là rộng rãi các bạn ạ. Trên đó là phần cập nhật giá cũng như là những cái đặc điểm cơ bản chi tiết mà TopKVN muốn giới thiệu đến quý vị các bạn về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này. Đến với những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta lần đầu chúng ta đang tìm hiểu, lần đầu chúng ta mua xe, hy vọng rằng các bạn có một cái cách nhìn tổng quan hơn nữa về cái phân khúc hạng sedan hạng B như này. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ TopKVN. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.